Xin được thân ái kính gửi lời chào mừng quý vị đang theo dõi phần nhận định của ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng xin được kính chúc quý vị một tuần lễ an vui, thịnh vượng. Kính thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, chúng ta đã thấy trải qua những sự cạnh tranh khốc liệt trong vấn đề thương trường, mậu dịch và đặc biệt là cổ phiếu của Hoa Kỳ, kể cả của Trung Cộng đang lao đao. Từ ngày 30 tháng 11 cho đến ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018, khi ông Tập Cận Bình, chủ tịch của Trung Cộng và ông Donald Trump, tổng thống hiệp chủng quốc Hoa Kỳ gặp nhau ở tại Argentina. Tình hình tưởng chừng như cuộc chiến tranh mậu dịch giữa một bên là Hoa Kỳ và bên kia là Trung Cộng có vẻ lắng động hơn bởi 90 ngày với một án treo lơ lửng trên đầu Tập Cận Bình. Tuy nhiên cũng trong ngày đó, đó ngày 1 tháng 12 năm 2018, đó, đã xảy ra quá nhiều các câu việc mà trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thứ nhất là quý vị cũng biết rằng một vị đại, một vị giáo sư tại Đại học Hoa Kỳ là một cái người trung cộng đã theo học và tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ và ông là một giáo sư vật lý rất là nổi tiếng được các trường đại học quý mến và mong đợi ông đến để mà giảng dạy tại cái đại học của mình. Tại miền Bắc California vào ngày mùng 1 tháng 12, ông đã tự tử chết trong lúc tuổi đời mới có 55 tuổi. Người ta nghi ngờ cái sự kiện của ông chết nó có cái sự dính dáng đến những cái thiết bị mà ông đã có những cái sáng kiến đặc biệt. Có lẽ là những cái tin tức này nó vẫn còn nằm ở trong một cái sự điều tra, do đó có một cơ hội chúng tôi sẽ bạch hóa những cái chuyện này nó rõ hơn. Và thưa quý vị, cái điều thứ hai là cũng ngày mùng 1 tháng 12 năm 2018 thì một nhân vật cao cấp của hãng Huawei đó là bà Mạnh Văn Chu đã bị bắt ở tại Canada. Sở dĩ mà bà bị bắt thì nó có rất nhiều những cái ẩn số phía sau mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt trình bày để quý vị nắm thêm những cái ẩn số mà có lẽ quý vị cũng đã nghe mấy ngày hôm nay. Thưa quý vị, Dĩ nhiên ai cũng biết rằng à, cái hãng Hayways là một cái hãng viễn thông nổi tiếng ở tại Trung Cộng đã được thành lập từ năm 1800, 1987 bởi một nhân vật là Chu Nhậm Chính Phi. Ông là một đảng viên của Đảng Cộng sản, gia nhập từ năm 1958 và đặc biệt là ông rất là thân cận với Tập Cận Bình. Hãng Huawei là một hãng viễn thông đã có một cái sự phát triển đến cái mức độ mà 6 tháng vừa qua đó họ đã có một tiền lời là 46 tỷ đô la và dự kiến là trong năm 2018 nếu không có chuyện gì xảy ra họ có cái mức thu hoạch là gần 100 tỷ đô la. Dĩ nhiên với cái số vốn khủng khiếp và với cái số lợi nhuận như vậy đó, họ đã vượt qua những cái hãng Apple của hoa kỳ cũng như là một số những cái hãng mà do tư nhân thành lập. Sở dĩ các hãng Huawei mặc dầu là tư nhân nhưng mà ở trong nước cộng sản thì tất cả những cái hãng đó nó đều mang cái tính chất rằng doanh nghiệp quốc doanh và khi gọi là doanh nghiệp quốc doanh thì do nhà nước tài trợ. Làm lời đó thì dĩ nhiên họ chia nhau, nhưng mà nếu lỗ đó thì quốc dân sẽ đổ tiền ra để cứu vãn. Do đó mà nó không giống như những cái đại công ty khác của Hoa Kỳ là do tư nhân sáng lập. Lời thì ăn, lỗ thì chịu, dứt khoát là chính quyền không can thiệp. Do đó mà một khi các quốc gia đã trở thành thành viên của WTO, thương mại toàn cầu thế giới, thì những cái nước mà có những cái sự chi dùng của nhà nước, giống như là Việt Nam, hay là Trung Cộng thì những cái doanh nghiệp đó nó không phải là một doanh nghiệp tư nhân do đó sự cạnh tranh nó không được công bằng chính cái điều đó là một trong những cái điều mà WTO đã đưa ra những cái luật rất là rõ ràng để ngăn chặn cái tình trạng mà chúng ta thấy quốc doanh đã trở thành một cái tiêu chuẩn trong các vấn đề thương nghiệp đối với các quốc gia cộng sản xã hội chủ nghĩa. Trở lại với cái chuyện mà bà Mạnh Văn Châu bị bắt ở tại Canada và sẽ dẫn độ đến Hoa Kỳ. Bà là chủ tịch tài chính của hãng Huawei và là kim phó chủ tịch của cái tập đoàn này. Bà là con gái trưởng của người thành lập là ông Phi à, Mạnh Phi Do đó chúng ta biết rằng cái thế lực của bà Nó gắn liền với cái gia sản của Highway Cũng như cái vò bạch tuộc của Highway Đã tuôn ra khắp nơi trên thế giới Thứ nhất là chúng ta biết rằng đến thời đại này đó Là thành đại 5G Tức là cái thế hệ thứ năm Vấn đề thứ năm này đó là một cái thế hệ mà có thể là dùng các cái loại viễn thông cũng như là các cái loại mà phone mà nó đặc biệt nó nhanh gấp 5 gấp 10 lần hiện giờ với những cái loại phone hay technology ngày hôm nay và đồng thời trong đó đó nó chi phối toàn bộ những cái sự viễn thông cho nên trước đây đó Hoa Kỳ từ năm một, năm 2016 đã lưu ý một cái sự kiện là có thể hãng Highway sẽ tìm cách để thống trị cái nền viễn thông thế giới. Và khi mà một tập đoàn thống trị như vậy với phía sau là hậu thuẫn của nhà đương quyền Cộng sản Bắc Kinh thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Nó ghê gớm vô cùng giống như là tất cả những ý nghĩ, lời nói, việc làm của bất cứ người nào cũng bị kiểm soát bởi nhà đương quyền Cộng sản Trung Cộng. Kể cả Tòa Bạch Ốc cũng rất là lo ngại bởi vì tất cả những cái hành động họp kín, họp mặt, những cái gọi là tối mặt mà có thể dùng phone nói chuyện có thể là bị gián điệp gài vào. Bởi vì trước đây người ta tung một cái tin là các hãng Huawei có thể tạo ra những cái con chip rất là nhỏ, tức là nó là rất là micro vi vi gọi là vi tế để mà từ đó nó có thể đưa ra những cái thông tin mật khi cần thiết. Cho nên thưa quý vị, năm 1974 tổng thống uh, Nixon đã bị cái vấn đề cáo buộc là nghe lén. Thì quý vị cứ tưởng tượng cái vụ nghe lén đã khiến cho cái vụ Watergate là một cái sự kiện mà tổng thống Hoa Kỳ lúc bây giờ là ông Richard Nixon phải từ chức và cái sự từ chức của tổng thống nixon nó dẫn đến cả một cái hệ lụy là cả miền nam việt nam của chúng ta cũng không được cái sự bảo vệ cắn mặt bởi những cái lời hứa từ kissinger và từ tổng thống đương nhiệm là ông richard nixon để bảo vệ và kiên quyết đối với tổng thống nguyễn văn thiệu là cái thư tay mà chúng tôi còn nhớ khi nào cộng sản bắc việt vi phạm hiệp định paris thì Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp để bảo vệ miền Nam Việt Nam. Nhưng hỡi ôi, khi mà ông Richard Nixon từ chức rồi, thì cái lời nói cũng như là những sự hứa hẹn từ cá nhân của Tổng thống không còn giá trị nữa. Và nó dẫn đến một cái hệ lụy vô cùng nguy hiểm là miền Nam Việt Nam đã rơi vào cái tình trạng của cái sự cưỡng chiếm bởi Cộng quân Bắc Việt. Và cái điều đó đó, nó không dừng lại chỗ đó. Mà cái hậu quả ghi gớm là cả một cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đến giờ phút này vẫn còn điêu linh ở trong một cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng một đất nước tan quan về nền đạo đức, về cái luân thường và kể cả cái mặt nhân tâm của đất nước Việt Nam. Những chuyện đó là cái chuyện mà chúng tôi chỉ nói để quý vị thấy cái chuyện nghe lắng nó quan trọng như thế. Chỉ một sự kiện như vậy. Rồi thưa quý vị, đã biết bao nhiêu cái sự kiện nghe lắng đã khiến cho thế giới này tâm điên bắt đảo. Vậy mà bây giờ, các hãng viễn thông nổi tiếng tại Trung Cộng đã từng cung cấp và đã từng nghĩa là giao dịch rất nhiều những cái hãng viễn thông mà chúng ta nhiều lúc có thể sử dụng trong cái smartphone hay là trong một cái hình ảnh của computer hoặc là một cái câu chuyện nào đó mà quý vị có thể tưởng tượng mình nói rồi trong giữa hai người có người thứ ba biết thì như thế nào cho nên cái sự vi phạm đó đó nó đã chưa có một cái bằng chứng rủ, rõ ràng nhưng mà gián điệp của Hoa Kỳ đã biết một cách nghĩa là hết sức là rõ như vậy và cái điều thứ hai nữa thưa quý vị nước mà Hoa Kỳ cho rằng đó là cái kẻ thù về vấn đề nguyên tử chính là Iran Iran là một cái nước mà đang nỗ lực để tạo nên những cái chất phóng xạ làm giàu uranium để trở thành những cái nước mà thủ đắc nguyên tử ở tại trung đông sở dĩ chiến tranh trung đông nó vẫn còn tiếp diễn xảy ra giữa iran iraq rồi à, do thái rồi hiện bây giờ là chúng ta thấy cái tình trạng của syria vẫn còn hết sức là bi đát rồi libya nói chung là các quốc gia ở trong cái chảo lửa đó vẫn còn rất nhiều những cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng nó bấp bênh. thì trở lại với cái chuyện iran một đạo hồi giáo với những thủ lĩnh ở đó và những cái người quá khích ở đó đã khiến cho cái chính phủ Iran đã bị tê liệt bởi cái sự cấm vận của Hoa Kỳ. Trước cái thời của tổng thống Donald Trump thì tổng thống Barack Obama đã đi đến một cái à, sự kiện là thỏa ước để có thể có được một cái sự à, hòa ước đối với Iran giữa Hoa Kỳ trong vòng cái thời gian đó thì Iran có vẻ dễ thở hơn và cái tình trạng của Iran có vẻ là bớt đi những cái căng thẳng cho thế giới. Nhưng mà khi Tổng thống Donald Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc vào tháng Giêng năm 2017 thì cái tình trạng đó không còn tiếp tục. Bởi vì Tổng thống Donald Trump đã thấy nhiều cái sự kiện không có giống như là những cái bản thỏa ước đã ghi. Có thể rằng cái sự kiểm soát lơ lãng của những cái nhà kiểm soát vũ khí nguyên tử của Liên Hiệp Quốc và kể cả Hoa Kỳ cũng không đạt được những cái tiêu chuẩn để cho Iran có thể có được một cái kẻ hở nào đó tiếp tục. Và chính vì vậy mà khi Tổng thống Donald Trump lên thì ông quyết định tiếp tục cấm vận và bất cứ một quốc gia nào làm ăn buôn bán với Iran sẽ chịu trách nhiệm. Và kính thưa quý vị, cái điều đó đã xảy ra bởi vì Hawaii là một cái hãng viễn thông technology đã có những cuộc làm ăn buôn bán và tuồn tất cả những cái hàng sản phẩm của Hoa Kỳ đi qua trung gian của các hãng Huawei Technology LAC để đi vào cái đất nước Iraq Iraq. Cho nên thưa quý vị, chúng ta thấy cái sự vi phạm đó mà hãng Huawei đã không có lưu ý mặc dù trước đây 2 tháng thì tình báo của Hoa Kỳ đã điểm qua và chính cái đó đã cho Huawei một cái sự cảnh báo. Đồng thời như quý vị đã thấy đó Mặc dù là lớn mạnh vượt qua cái số tiền khủng khiếp của các cái hãng Hoa Kỳ như Apple, như Qualcomm, Microsoft. Tuy nhiên, những cái hãng đó vẫn thở, vẫn hít thở từ cái sự phát triển của Hoa Kỳ. Đơn cử là chúng ta thấy cái hãng GTA đó, là cũng là hãng viễn thông đó, lớn số 1 của Hoa Kỳ, của, của, của Trung Cộng khi mà bị Hoa Kỳ cấm vận và không mua bán nghĩa là không có làm ăn thì cái hãng đó trở nên tê liệt và rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận với những cái yêu cầu của Hoa Kỳ để cho cái hãng đó tiếp tục và cách đây 6 tháng thì Tổng thống Trump đã gỡ bỏ cái lệnh đó để cho GTA tiếp tục phát triển và trở lại với cái Huawei này chúng ta biết rằng cái hãng đó đã có 180.000 nhân viên và nó có trụ sở khắp nơi trên thế giới. Nó muốn làm một cái đầu cầu để có thể chuyển vận tất cả những cái thông tin của thế giới trở về nơi đó để nó có thể kiểm soát. Và cái điều đặc biệt, nó không phải dùng cái đó như là một cái loại kinh tế làm tiền, nhưng nó dùng cái đó như là một cái vò bạch tuộc mà phía sau lưng của Huawei chính là nhà đương quyền Cộng sản Bắc Kinh. Chúng ta đã thấy gì khi Tập Cận Bình lên để mà trở thành chủ tịch nước, để trở thành nghĩa là tổng bí thư và ông đã nắm hết tất cả những quyền bính của trung cộng và vương cái lò tòa, tòa bạch tù của ông một vành đai một con đường nắm giữ tất cả những cái thông tin và điều khiển thế giới theo cái quy ước của tập cận bình mà tập cận bình là ai quý vị biết một trùm cộng sản một người mà có khuynh hướng nghĩa là đêm cái thế giới này đi vào một cái xã hội không tưởng, xã hội chủ nghĩa và làm ăn kinh tế theo cái lối thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. À. Cho nên á, cái điều á, mà nó không đâu vào đâu hết, á, nó chỉ có lợi dụng cái chỗ nọ chỗ kia để rồi cuối cùng là họ nắm giữ hết mà như chúng ta đã thấy cái sự kiện 99 năm đặc khu ở tại Bến Vân Đồn ở tại à, 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 đảo phú quốc à, đã tại à, khánh hòa nha trang à, thì đó là những cái điểm mà họ muốn phát triển để từ đó họ xâm chiếm và cái tham vọng xâm chiếm của trung cộng bành trướng khắp nơi trên thế giới là cái mộng bá quyền chính vì vậy mà những cái tập đoàn đi sau cái lưng của tập cận bình đó chính là những cái công cụ để tiếp tay cho tập cận bình vậy thì trong cái thế giới ngày hôm nay có một Tập Cận Bình thì lại có một Donald Trump. Donald Trump xuất hiện đúng lúc trong cái thời đại của ngày hôm nay để ngăn chặn những cái sự phát triển bất bình và cái điều vô lý của thế giới. Cho nên, ông Tập Cận Bình ở trong một cái tư thế còn miệng ăn mà hết miệng nói trong cái giai đoạn này. Thưa quý vị, từ ngày Tổng thống Donald Trump của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã lên nắm được cái vai trò của Tổng thống và tổng tư lệnh tối cao ông có những cái khuynh hướng là phải làm cho cái đất nước Hoa Kỳ này càng mạnh, càng phát triển, trở nên vĩ đại hơn Great America. Tại sao như vậy? Là bởi vì dù muốn dù không gì đi nữa, Hoa Kỳ vẫn là một nước mà lấy cái chủ đạo về một cái nền kinh tế được gọi là một nền kinh tế nhân chủ. Nhân chủ trong phải dân chủ. Một nền kinh tế đó đó nó dựa theo cái sức người nhân bản để tạo nên cái của cải mà trong đó làm ra những cái sản phẩm là những cái trí tuệ cùng với những cái sự quan tâm hàng đầu mà có người cần thiết ví dụ như anh làm một cái à, máy để mà sai thức ăn anh phải hiểu rằng khi sai thức ăn là phục vụ có người nhưng đồng thời cái máy đó nó phải làm cho cái tiếng động không được ồn ào khiến cho người ta nghe khó chịu và khi cái máy đó nó phát triển Nó không làm cho cái môi trường ở đó nó bị chấn động Và cái hơi nó thải ra Nó không thể làm cho con người có thể bị mê mệt bị chích Bởi cái sự ô nhiễm môi trường Đó là cái tính chất của một nền kinh tế nhân bản Thưa quý vị, cái người làm cái công việc đó phải ở trong một cái trạng thái tốt đẹp, được cho ăn uống đầy đủ, được chăm sóc sức khỏe, được quan tâm đến cái việc nghỉ ngơi của họ và cái thời lượng của họ làm phải đúng giờ đúng giấc để tạo cho cái sản phẩm đó nó tinh tế nó mang cái tính chất nhân bản của con người thưa quý vị một cái máy là một cái sự kiện mà Hoa Kỳ phải đưa ra những cái tiêu chuẩn đó cho nên người ta nói là ISO 900 9000 vân vân nó là những cái tiêu chuẩn dựa trên cái tiêu chuẩn của đạo đức cho nên bất cứ một cái ngành nghề gì đó chúng ta cũng học một cái lớp căn bản đó là lớp căn bản artist tức là cái nền tảng căn bản để chúng ta làm cái công việc đó. Ngược lại ông ở Trung Cộng thì không. Không cần biết người đó là ai. Người đó là tù nhân cũng được. Người đó là gì gì đi nữa. Họ vẫn ép cái người đó có thể làm một ngày 15, 16 tiếng đồng hồ. Có thể ép cái người đó không ăn mà phải sản phẩm ra trên một cái mức độ khủng khiếp. Và đồng thời đó, cái môi trường thì không có okay. khe, không có lo. Thải những cái chất độc nó cứ đổ ra sông ra biển cho nó chảy. Cái chết thì mặc cái chết Người uống thì bị ống hư Mặc kệ Ta chỉ đạt được cái mục tiêu Đó là cái ý hướng Mà những nước cộng sản Những nước xã hội chủ nghĩa Họ đừng nhắm tới Cho nên họ mới có cái câu gọi là Cứu cánh biện minh cho những cái phương tiện Cái phương tiện gì đi nữa Anh có giết người gì đi nữa Anh có lũng đoạn gì đi nữa Mà anh thành tựu cái điều mà anh mong muốn Thì chỉ cần cái đó đó Cho nên thưa quý vị Họ đi trên cái sắc chết của con người Họ tiêu diệt tất cả những cái quốc gia nào chống họ. Để chỉ họ đạt được một cái điều. Mục đích tối quan trọng. Là họ chiếm đoạt được tất cả các quốc gia. Cho nên từ khi Tập Cận Bình lấy nó. Quý vị thấy rất nhiều những quốc gia. Trong đó những quốc gia như là Nam Phi. Những cái quốc gia mà sách. Lơ xa lắc ở tận Bắc Cực, Nam Cực. Vẫn có cái bàn tay của Tập Cận Bình tới. Để mà đổ tiền ra. Để mà lập những cái viện khổng tử. Để mà giúp cho cái người dân đó. Có được một cái hạ tầng cơ sở. Nhưng rồi cuối cùng đó, Tập Cận Bình bắt đầu thô tốn hết Tức là tôi đưa cho anh một triệu Trong 10 năm đầu anh không cần trả tiền vốn tiền lời Nhưng mà sau đó anh trả 25% Thậm chí là 29% Quý vị Quý vị nào mà có cái nick cover, cái cặp nick cover đó quý vị thấy không Họ cho quý vị có 0% thôi 9 tháng không Một năm gì đó Nhưng mà sau khi mà 0% đó Mà quý vị không trả xong đó, Nó tăng lên như thế nào nó tăng lên 29.5% Chừng đó mình méo mặt Mà thường là người ta đi mượn 0% là người ta không có tiền Người ta mới mượn như vậy Mà không có tiền thì lấy gì mà trả trong vòng 12 tháng Cho nên ông nào cũng bị Cái sự kiện người là Cái credit khạc nó làm điên đảo con người của mình Thưa quý vị tiền nhà hôm nay lên 5% Mình đã xanh mặt rồi Mà tiền cạc mà lên tới 29-30% Lấy gì mà trả Trả làm sao cho nổi thành thử cứ mong nợ suốt đời mà khi mình mong nợ suốt đời thì mình là bị lễ thuốc suốt đời cho nên đó, vừa rồi Sri Lanka đã bị Trung Cộng nghĩa là tặng cho một cái món quà nuốt không nổi đó là một cái hải cảng mà 99 năm phải ký với Trung Cộng bây giờ đó thế giới đã nhìn thấy cái điều đó và thế giới đang kêu gọi để mà uh, Sri Lanka tức là Tích Lan trả lại cái số vốn đó cho Trung Cộng Chứ còn nếu không á là muôn đời Sri Lanka phải bị trói buộc một cái con nợ mà vĩnh viễn không thể trả nổi. Giống như ở Việt Nam, tại Bắc Văn Phong, ở Bến Văn Đồn, ở tại Phú Quốc. Đến giờ phút này đó không biết cái manh nha đó nó còn trong đầu của những cái người gọi là 500 đại biểu quốc hội Cộng sản Việt Nam hay không. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy rằng cái ốc nô lệ của Cộng sản Việt Nam vẫn còn sờ sờ đó thì cái hậu quả của đất nước Việt Nam vẫn là một cái hậu quả ghê gớm bởi vì Đảng Cộng sản luôn luôn gọi là đảng lãnh đạo mà nhà nước quản lý nhân dân làm chủ nói nghe rất là hay nhưng mà chủ như thế nào không biết mà tất cả những nhà những cái vườn đẹp thì nhà nước lấy còn nhân dân thì trở thành những người gọi là homeless vô gia cư Bắt nhà, bắt cửa. <laughs> xin lỗi quý vị. Trở lại với cái chuyện mà tập đoàn LLC của Huawei, chúng ta thấy rằng cái điều mà Tổng thống Donald Trump đưa ra đó, nó rất là phù hợp với cái hiện tượng bây giờ. Tức là chúng ta phải làm tất cả những cái nền kinh tế dựa trên cái tính của con người. Bởi vì kinh tế là phục vụ cho con người. Và dĩ nhiên con người sống lâu nhờ cái sự phục vụ đó. Thì đồ hỏa con người và cái nền kinh tế nó phải có những cái sự thuận thảo để nó cùng liên hệ trong cái tiến trình con người thăng tiến một cách tốt đẹp. Quý vị thấy như mấy ngày vừa qua đó, người ta thường nói đi ông Jack Ma đó là tổng giám đốc của Alibaba là một cái nơi mà bán lẻ ở tại Trung Cộng đứng hàng đầu. Jack Ma là ai? Thưa quý vị bây giờ người ta đưa ra giấc ma là đảng viên của đảng cộng sản thưa quý vị cái chuyện đó ai không biết nhưng mà bây giờ ca ngợi đảng viên của đảng cộng sản như là một cái hình ảnh của giấc ma để tuổi trẻ nhìn thấy ồ oh, ông ta là một cái người thành công mà là một cái người đảng viên của đảng cộng sản nữa thành thử ra giới trẻ lại có cái tinh thần để có thể trở thành đảng viên của đảng cộng sản đây là một cái lối tuyên truyền của bắc kinh nhưng thưa quý vị có tuyên truyền gì đi nữa chúng ta cũng biết liền bởi vì tất cả những cái hành động đó mà như chúng ta đã thấy cái sự cảnh giác của thế giới tự do ngày hôm nay đó là Trung Cộng cũng như Đảng Cộng sản luôn luôn họ muốn chiếm cái thị phần về phía của họ. Và chính cái hành động ác ôn đó đã trở thành gậy ông, đập lưng ông. Có thể bà Mạnh Văn Chu sẽ bị cái án rất là nặng ở tại Hoa Kỳ lên đến mấy chục năm chứ không phải là một ngày hai ngày đâu bởi vì các hành động của bà không phải là cái hành động mà bán những cái thiết bị cho Iran mà đây là một con cờ cần thiết trung cộng phải nhìn thấy để giảm bớt đi những cái cách mà ăn hối lộ theo cái kiểu là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác để làm giàu cho chính mình thưa quý vị chúng ta rất là quan nghênh những cái người sáng tạo bởi vì cái sự sáng tạo là một cái điều làm cho thế giới nó bớt đi những cái khổ nạn, làm cho mỗi một con người nó nhẹ nhàng đi. Cái nền khoa học kỹ thuật nó càng tiến bộ, thì con người nó còn rảnh tay rảnh chân để có thể làm được cái việc tốt hơn. Đó là trong cái lý tưởng, hay là nói đúng hơn là trong cái đạo để mà trở nên một cái sự tốt lành. Đằng này đó, Trung Cộng là không đi theo cái hướng đó. Muốn đi tắt, mà đi tắt là phải thủ đoạn cũng như có một người mà muốn học để trở thành một cái nhân vật có tiếng tâm thì họ phải đổ cả một cái công sức tài năng tiền bạc và thời gian để mà nghiên cứu hết cái chuyện nọ đến chuyện kia bất cứ cái gì cũng phải đọc sách vở cho đến những cái sự khảo cứu cần thiết và cuối cùng đó họ trở thành một cái người có được một cái kiến thức tương đối hiểu được bây giờ mình không cần làm cái điều đó mà mình muốn lấy cái kiến thức của người khác bằng cách là mình giết cái người đó để mình lấy cái đầu óc của người khác bỏ vào trong cái đầu óc của mình thì kẻ đó chính là kẻ tội phạm. Đó là hình ảnh mà của tập đoàn Huawei hiện tại đang phải gánh phải. Cho nên chúng ta thấy rằng tại sao stock họ xuống, rồi tại sao lại có những cái bất bình đã xảy ra thì chúng ta lần lượt nhìn thấy, chúng ta sẽ biết tại sao Tổng thống Donald Trump đã thực hiện. Cho nên người ta mới thấy rằng sau một cái cuộc nghe là đánh phá rồi một cái cuộc nghe là biểu tình rầm rộ bởi những cái yellow vest ở tại Paris, Pháp Quốc đó thì ta mới thấy rằng cái sự kiện mà tăng xăng tăng dầu trong cái thuế đó, đó nó nằm trong cái sự bất công giữa tất cả các quốc gia đối với những quốc gia phát triển như là Ấn Độ, như là Trung Cộng. Nó vô lý ở cái chỗ là Trung Cộng là một quốc gia hàng đầu thế giới. Bây giờ gọi là đệ nhị cường quốc. Mà vẫn hưởng lợi trong những cái sự kiện mà giống như là Tổng thống Donald Trump vừa xóa bỏ cái hiệp ước về viễn thông cũng như là bưu chính. Mới nghe đó thì quý vị thấy rằng tại sao ông Donald Trump ông cứ bỏ cái nọ rồi ông bỏ cái kia. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì quả thật ông là một cái người phải rửa sạch cái ao tù ở tại Washington DC đồng thời những cái hiệp ước bất tương xứng đối với thế giới mà trong đó có Hoa Kỳ đều phải cần thiết nhìn lại đơn cử là quý vị thấy một cái món hàng tiêu chuẩn á, là gửi từ Hoa Kỳ này đến một nơi nào đó thì cái bút rét của nó là 3 đô la trong khi đó Trung Cộng cũng gửi một cái món hàng đó y như vậy chỉ có 98 xe. Cái lý do 98 sen là thế giới đã công nhận cái nước đó là cái nước kém phát triển. Từ 114 năm qua cho đến bây giờ phút này. Thì cái nguyên tắc gửi mà có lời đó thì ít ra là 2 đô la. Trong khi đó Hoa Kỳ gửi 3 đô la, Trung Cộng gửi 98 đô la. Vậy thì cái giá bình quân cần phải sang bằng giữa người nghèo, như giàu và người nghèo đó. Thì 2 đô la cho nên Hoa Kỳ từ trước đến nay luôn luôn là cái nước thua lỗ về vấn đề bưu chính. Bởi vì sao? Bởi vì mình phải gánh chịu. Mình gánh chịu dùm cho một số các quốc gia nó yếu kém mà nó vươn lây. Nhưng mà Trung Cộng yếu kém cái gì nữa? Trung Cộng là nước đầu tư và bây giờ tiền bạc của họ rải khắp nơi trên thế giới. Mà vẫn còn hưởng một cái tính chất gọi là tính chất welfare như vậy đó. Thì nó bắt công. Cho nên ông Tổng thống Donald Trump nói không. Làm như vậy đó. Nó không có xứng đáng. Bởi vì tôi bỏ ra 3 đồng để tôi gửi anh cũng phải bỏ ra ba đồng. Tôi đòi hỏi là đòi hỏi cái sự quân bình công bằng trong thương mại. Chứ tôi cũng không có muốn hơn. Đó là cái điểm son mà chúng ta cần phải lưu ý. Thưa quý vị, cái điểm thứ hai nữa, quý vị thấy cái bức tường ở tại biên giới giữa uh, San Diego và Tijuana của Mỹ Tây Cơ. Mỗi một năm như vậy chúng ta tốn biết bao nhiêu cho cái sự kiện để mà chống lại những cái sự thâm nhập nguy hiểm đó. Đến Hoa Kỳ bằng một cái con đường chính chính đường đường, bằng những cái sự thanh lọc rõ ràng, thì cái chuyện đó chúng ta welcome. Nhưng mà đến với những cái sự ảo ạc như vậy, mà trong đó, đó người ta tuyên bố rằng có rất nhiều kẻ khủng bố. Ai là cái người dám chứa chấp mà xây một bức tường đồ họa 25 tỷ đô la, quốc hội vẫn vạn tới vạn lui. Cho nên, thưa quý vị, khi mà Pháp xả ra cái vụ mà phá phách đường phố bởi rất nhiều người mà trong đó chúng ta không loại bỏ những cái người đấy gọi là bất hợp pháp thì bây giờ nước Mỹ mới thấy được cần thiết cái điều mà bức tường cần phải xây dựng với cái đề nghị 25 tỷ đô la không phải là một cái chuyện quá đáng và thưa quý vị còn rất nhiều những cái chuyện ví dụ như khí hậu chúng ta biết năm 1948 có một cái ấm may khí hậu đã khiến cho ở Missouri phải chết rất là nhiều người. Bây giờ đó, Trung Cộng thải cái chất độc mà có dịp mình đến Bắc Kinh mình không thấy cả một cái bầu trời. Nhưng mà cái hiệp ước về khí hậu bảo vệ để hâm nóng toàn cầu ở tại Paris mà Tổng thống Barack Obama ký và cho đó là cái thắng lợi đó thì quả thật cái điều đó Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ. Bởi vì Hoa Kỳ phải bỏ ra một số tiền và cấm không được phát triển trong khi đó vẫn tiếp tục để cho Trung Cộng phát triển một cách ồ ạt trong vòng 20 năm nữa thì Trung Cộng mới dừng lại cho bằng Hoa Kỳ. Cái điều đó cũng vô lý. Bởi vì Hoa Kỳ và Trung Cộng là hai nước phải chơi ngang bằng với nhau. Bởi vì anh là đệ nhị cường quốc mà anh đã xả cái thải độc nguy hiểm cho toàn thế giới mà bắt Hoa Kỳ phải gánh chịu để mà đổ ra hàng tỷ tỷ Mỹ Kim tạo ra cho những cái căn bình tạo ra cho những nhà máy để mà lọc những cái chất thải thì quả thật là vô lý vô cùng ai ăn đâu tôi đi đổ vỏ ốc thì cái chuyện đó không thể chấp nhận được cũng như vũ khí quý vị thấy rằng người ta nói rằng tại sao Tổng thống Donald Trump là bỏ cái hiệp ước vũ khí giữa Hoa Kỳ và Nga mà cái chuyện đó bây giờ mình nhìn ra mình mới thấy rằng cái hiệp ước đó ràng buộc giữa Nga và Hoa Kỳ. Trong khi đó không ràng buộc các nước khác. Cho nên đó 10 năm vừa qua đó Hoa Kỳ và nước Nga đó hạn chế sản xuất những vũ khí tầm trung. Trong khi đó thì cái nước mà lợi dụng là Trung Cộng đã tiếp tục sản xuất loại vũ khí tầm trung nhiều nhất trên thế giới để mà rải khắp nơi trên thế giới. Thì ông Tổng thống Trung muốn nói rằng Tại sao phải cấm Hoa Kỳ và Trung Cộng à, và mà nước Nga trong khi đó là thỏa mái cho nước Trung Cộng để họ có thể nghĩa là sản xuất bừa bãi như vậy. Cho nên á dẹp bỏ và đồng thời bây giờ Hoa Kỳ cần thiết phải có một cái hiệp ước chung trên toàn thế giới thì chúng tôi mới chấp nhận. Còn nếu không á không thể là cấm hai cái cường quốc là nước Nga và nước nước Mỹ trong khi đó vẫn mở cửa cho Ấn Độ, vẫn mở cửa cho Trung Cộng tiếp tục sản xuất mà là sản xuất hàng đôi, hàng ba lần của Hoa Kỳ. Chuyện đó không thể chấp nhận được. Cho nên, ông đã cúp cái rập mà chúng ta mới vừa thấy. Cho nên, thưa quý vị, khi xét đến một con người, chúng ta phải nhìn thấy cái hậu quả để mà chúng ta cùng có những cái sự kiện cho nó cụ thể hơn. Và trở lại với cái chuyện của đại công ty Huawei của Trung Cộng. Sở dĩ một cái người nghĩa là chủ tịch tài chánh CFO tức là bà Mạnh Văn Chu bị bắt ở tại Canada ngày 1 tháng 12 vừa qua đó là một cái hình ảnh mà nó chỉ là một con cờ trong cái tiến trình để dẹp bỏ cái tham vọng quá đáng, cái tham vọng quá nguy hiểm, cái tham vọng mà nó đi đến chết người, xóa bỏ tất cả những cái quốc gia nghèo đói nhỏ hơn để nhập vào trong một cái đại quốc gia của Trung Cộng điều đó thế giới ngày hôm nay không thể khoanh tay cho nên canada úc đại lợi tăng tây lan và hoa kỳ đã cho rằng cái sự kiện bắt bà chu văn châu là một cái hành động để ngăn trở cái sự ung nhọt đang phát triển tại á châu một lần nữa xin cảm ơn quý vị và chúng tôi xin được chân thành kính chúc quý vị cùng toàn thể gia quyến ăn vui và thành vượng